Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá từ game đầu tiên nha. Pika Chapter 1. Play. Ở từ game này các bạn sẽ có 5 mạng. Ok. Rồi, và mình sẽ mở từ cánh cửa 1. Play. Oh my gosh. Let's go. Right sky. Okay. Ok, tiếp tục nào. Rồi, mình sẽ chui sang đây. Tiếp tục lại chui ra. Rồi các bạn lại xử cho cô ta đi đường này. Ok. Mình sẽ phải lên lấy một chiếc chìa khóa nữa. Ở trên tận tầng 3. Aurin. Oh my gosh, quả ta đang ở đây. Cho ta lên đi. Ok. Xem sau này có thích không. Đây rồi. Oh my gosh. Bình thường đấy nhá, ở gần bà ta phải có tiếng kêu. Nhưng mà quả vừa rồi không có cho nên mình rất chủ quan của vừa rồi. Rồi mình sẽ nhặt luôn. Lắp ráp vào đây nào. Ok.
Quay cây. Bà ta ra đây vào. Mình sẽ để cái này đây. Và mình sẽ lấy một cái nữa. Đó là cái này. Mã cốt. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai, Postmaster. Player 1 choose. Oh my gosh. Wow. Anh chàng này đang nứt ván à? 16 xem, sao còn trúng không? Hơi cao rồi. Wow. Wow, cái này khoảng 15 đâu, đẹp. Xảy đi, ok. Anh ta vẫn còn sống với tài chứ. Oh my gosh. Ủa, anh ta lé được. Rồi, còn lại thì không cho anh ta lên nữa. 13 thôi. Ok. Finish him. Fatality. Win. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba. Ice cream hai. Ok. Chạy luôn. Wow.
up here, please. Cinema, đợi lời gửi xe. Ok, một nọ nước hoa. Wow, anh ta đã ở đây rồi. Ok, tiếp tục nào. Không biết thùng này có không? Wow, đây rồi. Thùng cuối cùng. Ở bên dãy này, có. Và nếu mà các bạn không thấy hai bốn thùng này có thì các bạn sẽ phải đi tìm hai thùng ở bên kia. Ok. Đây là tấm vé đó các bạn vào ngôi nhà này. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Okay. Chúng ta đang ở gần đây. Chết rồi. Có một mình ở trên đây. Ok. Xem ta đâu. Chúng ta đi một vòng. Ok. Rồi mình sẽ xui qua đường này.
hôm sau người ta vẫn chưa nghe thấy mình ở chỗ này. Và bây giờ khi mình ra ngoài thì mình sẽ không sợ nữa. Ok, không biết ông ta đâu rồi. Cứ đi chạy thẳng về xe thôi. Không nhìn vào ông ta. Suntory. Có thể ông ta sẽ ở trong ngoài. Không có, ok. Wow, let's go. Ok, mình sẽ đặt chút bật lửa rồi. Và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ tư, Media. Let's go. Hình như tựa game này đang bị lỗi server, không vào được các bạn ạ. Wow. Rồi ok, và mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Một chiếc đồng hồ. Vượt thời gian, ok.
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo của hãng Sega Game. Ở Green Action. Chọn tiếp một khẩu súng nữa. Wow, nếu cái này lấy khẩu súng thì lại ra khẩu súng này rồi. Bỏ luôn. Và thôi lấy cái này đi. Ok. Bây giờ thì mình sẽ sang một tựa game tiếp theo, Silent Hill. Ok, mình sẽ vào trong ngôi nhà này. Đây như là một tòa lâu đài rất là rộng. Wow wow wow. Wow, mình đang bị giam vào một căn phòng và tay đang bị trói. Ok. Let's go.
Rồi, và mình sẽ sang tựa game tiếp theo, Granby & Granny của hãng Guild Game. Chapter 1. Okay. Một chiếc chìa khóa. Đây là chiếc chìa khóa là một căn phòng này. Rồi, và mình sẽ đi sang phòng khác xem như thế nào. Nhặt những món đồ. Và tìm cách để tẩu thoát ra khỏi ngôi này. Oh, oh my gosh. Không hiểu sao bà ta đã ở trong này rồi. Ok. Ở đây thì các bạn cần phải có một chiếc búa. Chứ chỉ bà ta đã ở đây, tài thật. Mình sẽ thử vào ta. Ok. Thế thì mình sẽ đi đường này đi. Già. Wow, bà già luôn. Oh my god. Rồi, đưa được ông bà này rồi. Mình sẽ lên luôn trên tầng. Ở trên này có một bức tường, các bạn phải phá bức tường này ra. Bức tường ở đây chứ. Rồi, mình có thể đột nhập vào chỗ khác. Chỗ này có gì không? Một cái cửa. Thôi, chết rồi. Oh my god. Wow. Rồi, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.